Tôi đã bị mù từ khi mới sinh ra. Và khi lớn lên, mọi thứ đều được mô tả cho tôi một cách chi tiết đến mức tôi thậm chí không nhận ra rằng tầm quan trọng của việc được nhìn thấy là gì cả. Đặc biệt là khi không có điểm tham chiếu nào để so sánh. Cha tôi nói rằng chúng tôi sống trong một ngôi nhà kiểu trang trại có một tầng. Trong tâm trí của tôi, tất nhiên tôi có thể nhìn thấy. Mặc dù không giống như cách mọi người có thị lực nhìn thấy, tôi có nhận thức về không gian. Tôi biết phòng ngủ của tôi ở đâu, phòng tắm, phòng khách và nhà bếp ở đâu. Mỗi bức tường đều có kết cấu riêng. Tôi không biết liệu điều đó có được thực hiện có chú ý hay không, hay tôi có thể cảm nhận được những thứ mà người khác không bao giờ có thể nhận thấy được. Tôi rất hiếm khi bị vấp ngã. Chỉ khi nào cha tôi hoặc một trong những người khách khác đặt thứ gì đó ở nơi không nên, thông thường là khách, và cha tôi sẽ hét lên. Họ đến thăm không thường xuyên cho lắm, và thường họ chỉ ghé thăm một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Cha tôi nói rằng tôi không nên nói chuyện với họ. Điều đó khiến ông cảm thấy không thoải mái. Ông ấy sẽ lo lắng khi tôi nhìn thấy thứ gì đó mà ông không nhìn thấy, nhìn thấy bằng tai hoặc bằng tay. Elia là người đầu tiên như vậy. Cô ấy có vẻ rất ngọt ngào. Cô ấy hỏi tên tôi và tại sao khuôn mặt của tôi lại bị hỏng như vậy. Cô ấy đang ở trong phòng khách. Tôi có thể nghe thấy cô ấy ngồi từ hơi thở của cô ấy. Những âm thanh mũi khàn khàn, như thể mũi cô ấy bị tắc vậy. Khi cha tôi bị cảm lạnh, ông ấy luôn thở bằng miệng, thở hổn hển vì ông ấy không quen với điều đó. Khi mọi người đề cập đến khuôn mặt của tôi luôn chạm vào nó, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao nó lại xa lạ với họ như vậy. Khi tôi hỏi liệu tôi có thể chạm vào khuôn mặt của họ không, thì luôn có một khoảng lặng. Tôi đoán rằng những người có thị lực không bao giờ làm điều đó cả. Tại sao họ cần phải làm như vậy? Khi tôi hỏi Ellie liệu tôi có thể chạm vào mặt cô ấy hay không, cô ấy miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ngay sau đó cha tôi bước vào phòng và hỏi tôi liệu đang nói chuyện với ai. Tôi nói với ông ấy rằng không có ai cả. Ông ấy luôn trừng phạt tôi khi nghe tôi nói về họ. Tôi nghĩ nó khiến ông ấy sợ hãi. Ông sẽ nắm lấy cánh tay tôi và lôi tôi đi. Tôi bị mất thăng bằng và mất phương hướng. Đến mức khi ông ấy cuối cùng đặt tôi xuống, tay tôi sẽ loay hoay tìm kiếm xung quanh cho đến khi tôi biết rằng mình đang ở đâu. Nó thường là phòng ngủ của tôi, nhưng thỉnh thoảng ông ấy lại bỏ tôi ra ngoài giữa không gian bao la. Đó là điều tồi tệ nhất. Tôi sẽ bị lạc và sợ hãi. Ông ấy kể cho tôi nghe về con đường chạy phía trước nhà và giải thích rằng những âm thanh tôi nghe thấy là tiếng xe ô tô, rằng chúng sẽ giết tôi nếu chúng chạm vào tôi. Những âm thanh đó là phương tiện duy nhất của tôi để nhận biết xung quanh. Tôi đợi cho đến khi nghe thấy một tiếng và sau đó biết rằng mình phải chạy tới hướng nào để trở về nhà. Tôi đã nghe thấy tiếng của Ellie vào tối hôm đó. Cô ấy thì thầm với tôi rằng cô ấy sợ hãi. Tôi thì thầm lại, nhưng cô ấy lại không nghe thấy. Tôi đã hỏi cha về Ellie. Ông ấy không nói gì với cô ấy cả. Tôi hỏi ông ấy tại sao. Ông ấy không trả lời. Khi tôi nói với ông ấy rằng cô ấy hỏi về khuôn mặt của tôi, ông ấy hỏi tôi rằng đã trả lời như thế nào. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn chạm vào khuôn mặt của cô ấy. Ông ấy cười, mặc dù tôi biết ông ấy không vui. Tôi có thể nghe thấy sự khác biệt. Khi bạn cười vì vui, miệng bạn sẽ mở rất rộng. Khi bạn giả vờ, miệng bạn gần như khép lại. Đối với tôi, sự khác biệt rất rõ ràng. Mãi đến khi tôi lớn hơn, ông ấy mới giải thích với tôi. Ông ấy nói rằng chúng tôi sống một nơi khá đặc biệt, kết nối với thế giới bên kia. Đôi khi người chết có thể đi qua, những người chết trong đầu đến là muốn tiếp cận người sống. Ông giải thích rằng vì tôi không thể nhìn thấy được, tôi có thể điều chỉnh điều đó, rằng họ biết tôi đang lắng nghe khi những người khác không thể. Ông ấy nói tôi phải bỏ qua nó, nếu không, ông ấy nói với tôi rằng họ sẽ bám vào tôi và không bao giờ rời bỏ tôi cả. Tất cả những người chết đều muốn được sống lại, ông ấy nói. Nó rất nguy hiểm và họ sẽ lừa tôi. Ông ấy nói ông ấy biết cách để đối phó với họ, nhưng ông ấy không thể giúp nữa họ để gắn bó với tôi được. Alex xuất hiện với tôi vài năm sau đó. Cô ấy nói cô ấy bị lạc và không biết mình đang ở đâu cả. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không được phép nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy cầu xin sự giúp đỡ. Tôi chỉ im lặng, biết rằng điều gì đó sẽ xảy ra nếu như tôi nói gì đó. Con có nói chuyện với họ không? Cha hỏi. Mặc dù tôi rất buồn, tôi nói với ông rằng là không. Tôi ước gì tôi có thể giúp cô ấy. Tôi biết cảm giác bị lạc là như thế nào, và nó khiến tôi sợ hãi.
Alex không thi thầm với tôi chút nào cả. Tôi đã bỏ qua cô ấy và cô ấy cũng bỏ qua tôi. Cha đã cứu tôi và tôi biết ơn về điều đó. Sau Alex, tôi biết mình cần phải làm gì. Vì vậy, tôi đã làm điều đó. Sau đó, các linh hồn không còn quấy rầy tôi nữa. Trong một khoảng thời gian rất dài, đó là cho đến khi Sarah xuất hiện. Sarah không cho tôi cơ hội để im lặng. Tôi đang ở một mình trong phòng khách và nghe tivi. Giúp tôi với, cô ấy nói. Tôi cần phải tìm cách ra ngoài. Tôi im lặng. Bạn có thể nghe thấy tôi mà, phải không? Cô ấy hỏi, có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi không được phép nói chuyện với bạn đâu, tôi nói với cô ấy. Làm ơn đi, cô ấy cầu xin. Tôi sợ lắm, tôi bị lạc thì phải. Tôi muốn gặp lại bố của tôi. Tôi nắm chặt tay vịn ghế lại và nói với cô ấy rằng tôi không được phép. Ông ấy đã chết rồi, cô ấy nói. Tôi không trả lời gì cả. Này, cha của bạn đã chết rồi, cô ấy lại nói một lần nữa. Tôi sẽ không tin điều đó. Tôi nghe tiếng đập xuống căn phòng khi mọi thứ bắt đầu bay lên và giá sách bắt đầu rung lắc. Dừng lại, tôi hét lớn lên, và nó đã dừng lại. Này, làm ơn giúp tôi rời đi, cô ấy nói nhỏ nhẹ với tôi. Tôi sẽ không nói chuyện với cô ấy. Tôi đã làm điều duy nhất mà tôi nghĩ là có thể giúp được gì đó. Tôi mở khóa cửa trước, hy vọng cô ấy sẽ chạy ra ngoài và bị lạc, giống như tôi sẽ làm. Khi tôi không còn nghe tiếng gì từ cô ấy nữa, tôi khóa cửa và ngồi xuống, lắng nghe cẩn thận xem có dấu hiệu nào cho thấy rằng cô ấy vẫn còn ở đó hay không. Ngoài trừ tiếng tivi, mọi thứ xung quanh đều im lặng. Tôi ghét khi tim tôi đập mạnh. Tôi trở nên quá rõ ràng về cảm giác tích tắc của sự liền xuống trong lồng ngực mình, như thể nó sắp nổ tung lên vậy. Khi tôi nghe thấy giọng nói của cha mình, tôi hét lên. Con trai, ông ấy nói, ta cần sự giúp đỡ của con. Cha nghĩ mình sắp chết rồi. Tôi đã làm theo những gì ông ấy bảo tôi. Tôi không nói gì cả. Nếu ông ấy chết, ông ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Thay vào đó, tôi chạy ra ngoài trời và hét lên cầu cứu. Tôi hét lên cho đến khi giọng của tôi khàn cả giọng. Tôi nghe tiếng xe ô tô chạy dọc theo con đường trước nhà tôi. Tôi lại tiếp tục hét lớn cho đến khi tôi nghe thấy ai đó trả lời. Đó là một người phụ nữ. Có chuyện gì vậy? Họ hỏi tôi. Tôi nói với họ rằng tôi nghĩ cha tôi đã sắp chết rồi. Họ hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của tôi. Tôi cầu xin họ giúp tôi và họ hứa là sẽ giúp. Tôi ngồi xuống trên bãi cỏ và đợi. Một lúc sau, người phụ nữ quay lại và hỏi tôi rằng họ có thể nắm lấy tay tôi hay không. Tôi rất xin lỗi, cô nói với tôi. Tôi nghe tiếng còi xe cấp cứu và tiếng người chạy vội đến. Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ nói rằng cô ấy ở đây vì tôi. Khi tiếng ồn lắng xuống, người đàn ông hỏi tôi một câu. Tôi là nhân viên cấp cứu, anh ấy nói như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của bạn vậy? Tôi nói rằng tôi vẫn ổn. Anh ấy hỏi tôi rằng có chắc không, và tôi nói là có. Anh ấy hỏi tôi có phiền không nếu anh ấy chạm vào mặt tôi. Tôi nói không sao cả. Một lúc sau, tôi cảm thấy áp lực xung quanh đã được giải phóng và không khí trở nên lạnh lẽo trên da của tôi. Nghe có vẻ như anh ấy đang bóc một quả kem trên mặt tôi vậy. Tôi tưởng tượng điều đó trong đầu tôi và lo lắng rằng anh ấy sẽ bóc cả nội tạng của tôi nữa. Tôi hét lên và hỏi anh ta đang làm gì. Anh ấy bảo tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Và người phụ nữ nắm lấy tay tôi, bảo tôi hãy can đảm lên. Tôi không biết mình đang trải qua điều gì nữa. Tôi cảm thấy một cơn đau thắt trong đầu, giống như khi bạn đập một thứ gì đó cứng. Sau đó là thứ mà tôi đã hiểu ra rằng đó là ánh sáng. Nó đau quá đi mất. Tôi bắt đầu khóc lên. Điều gì xảy ra với mắt của bạn vậy? Nhân viên cấp cứu hỏi. Tôi nói tôi bị mù. Anh ấy hỏi để kiểm tra chúng. Cơn đau lại trở lại khi anh ta kiểm tra chúng. Cô có biết anh ta không? Người đàn ông hỏi người phụ nữ đã giúp tôi. Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã hét lên cầu cứu và cô ấy đến để giúp tôi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ gặp tôi trước đây cả. Bạn bị thương ở mắt bao lâu rồi? Anh ta hỏi tôi. Tôi nói với anh ta rằng tôi bị mù từ khi sinh ra. Anh ấy hỏi tôi có thể nhìn thấy ngón tay của anh ta không? Tôi nói không. Anh ấy hỏi tôi có thể mở mắt không? Tôi nói tôi không biết anh ấy đang có ý gì cả. Anh ấy hỏi liệu anh ta có thể mở mắt cho tôi không? Tôi không trả lời. Sau đó, tôi cảm thấy ngón tay của anh ta trên mặt mình. Ngón tay phủ một thứ gì đó như cao su vậy. Đột nhiên, nó lại trở nên sáng hơn. Tôi hét lên. Anh ta cố gắng xoa dịu tôi đi. Người phụ nữ lại nắm lấy tay tôi.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Những thứ tôi không thể mô tả đến với tôi, nó giống như nó luôn luôn tồn tại vậy, như được nhân lên 100 lần và thực tế hơn rất nhiều. Tôi tiếp tục hét lên khi một hình dạng mờ ảo hiện ra. Này, hãy hít thở bình tĩnh, được không? Nhân viên cấp cứu hỏi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lần cuối cùng bạn nhìn thấy là khi nào? Khi trái tim tôi bắt đầu bình tĩnh và hơi thở của tôi chậm lại, tôi trở nên sao nhãng bởi những gì tôi đang trải qua. Nó áp đảo tôi. Tôi muốn khóc và tôi đã khóc. Đã bao lâu rồi? Anh ấy lại hỏi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy gì trước đây cả. Tôi nói với anh ta như vậy. Tôi được bảo phải đeo mặt nạ mắt trong phần lớn thời gian trong ngày, chỉ tháo ra vào ban đêm lúc đầu để cho mắt có thời gian điều chỉnh mà thôi. Cùng lúc đó, tôi được giao cho dì và chú tôi. Và ban đầu, tôi thậm chí không biết điều đó. Họ rất sốc với những gì xảy ra với tôi và tôi chưa bao giờ đi học cả. Những năm gần đây, giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc vậy. Các bác sĩ nói rằng tôi có thể không bao giờ có được thể lực hoàn hảo, mặc dù ít nhất tôi có được một chút may mắn. Tôi sẽ chấp nhận những gì tôi có thể có. Tôi chỉ mới học đọc và viết gần đây. Vì vậy tôi rất xin lỗi nếu tiếng Anh của tôi không phải là tuyệt nhất. Đó là cách tốt nhất tôi có thể làm. Tôi đã hỏi dì tôi những gì đã xảy ra với cha tôi. Nhưng tất cả những gì cô ấy nói là ông ấy chết đi vì đau tim. Tôi hỏi ông ấy là người như thế nào. Cô ấy nói ông ấy là em trai của cô và cô ấy sẽ yêu ông bất kể điều gì. Chú tôi thì lại khác. Ông không muốn nói gì về cha tôi chút nào cả. Gần đây tôi đã tập sử dụng máy tính rất nhiều và thực sự thích Internet. Tôi không thể tin được thứ như vậy lại tồn tại. Sau khi cô đơn quá lâu, tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai tôi muốn, khi nào tôi muốn, mặc dù tôi rất cảnh giác về điều đó. Sau tất cả, làm sao tôi biết người tôi đang nói chuyện có phải là người sống hay không? Không ai có vẻ muốn chia sẻ mối quan tâm của cha tôi về điều đó cả. Hôm nay, tôi đang tham gia một diễn đàn thảo luận về thế giới tâm linh. Tôi rất vui vì tìm thấy những người mà tôi có thể liên hệ. Và một người tò mò về tên người dùng của tôi đã gửi cho tôi một liên kết đến một bài báo trên mạng, một trang web tội phạm có thật. Nó nói về cha tôi và đề cập đến tôi bằng tên. Họ hỏi tôi là ai và liệu tôi có phải là người đó hay không. Theo bài báo, mẹ tôi biến mất ngay sau khi tôi sinh ra. Nó nói rằng tôi bị trói để tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nói rằng cha tôi luôn luôn muốn có một cô con gái. Họ tìm thấy 14 thi thể trong tầng hầm. Họ nói rằng một người đã trốn thoát, một cô gái tên là Sarah Frank. Cô ấy là người đã gọi cảnh sát. Họ tìm thấy xe của cha tôi đỗ ở phía sau nhà. Họ cho rằng ông ta đã mang các nạn nhân xuống tầng hầm qua cửa ra vào và bỏ họ ở đó. Sarah đã trốn thoát sau khi cô đồng ý trở thành con gái của ông sau 4 ngày bị tra tấn liên tục. Cô ấy đã đâm ông ta bằng một con dao mà ông ta đặt trên quầy để vết bơ và bánh mì. Tôi không muốn tin vào điều đó và tôi không chắc mình có tin nếu không phải về tên của các nạn nhân. Trong đó có hai người nổi bật, Ellie Farmer và Alex Riddle. Tôi đã nói chuyện với cả hai người trong phòng khách. Cho đến nay tôi tự hỏi rằng liệu cha tôi có trung thực với tôi bất kỳ điều gì trong cuộc sống của ông hay không. Xuyên suốt tất cả, một câu hỏi vẫn đang còn bỏ ngỏ. Tôi đã nói chuyện với Ellie và Alex trước hay là sau khi ông ta giết họ?